Và bây giờ thì mình đang quay video bọn mèo Min. Bạn ấy đang lăn lộn ở trên sàn nhà, liếm móng chân của bạn ấy. Min là một bé mèo khá là xinh xắn, mèo silver nhé, cái bàn chân thì màu đen. Anh em nhìn bàn chân màu đen này. Và cái phần tay nó màu đen. Bàn tay ấy, bàn tay bàn chân màu đen luôn. Bạn ấy đang bị đang đến thời kỳ thay lông nên là cái phần lông của bạn ấy rụng ra khá nhiều và cái bạn ấy sẽ hơi ngứa. Bạn ấy cảm thấy thoải mái hơn khi mà được mình kiểu như mình massage như người như này này. Hay chứ. Em ấy. Min ấy. Min hơi xinh gái đấy nhỉ. Bé lăn lộn ở trên sàn nhà. Nó bị ngứa, kiểu như cái phần lông này nó ngứa này. Bé đang lăn lộn, mình cười nhé, thú vị luôn. Chắc là mình phải lấy một cái áo ở đây. Đáng yêu chưa? Min đấy, em đang ký tình Min đấy nhỉ? Ký tình Min VN. Wow, bàn tay mình đụng đúng lông luôn này. Đụng đúng lông luôn.